Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Đức Giêsu dẹp sóng gió. Marco chương 4 từ câu 35 đến câu 41. Hôm ấy khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi." Bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cùng theo người. Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, thầy chẳng lo gì sao?" Người thức dậy, ngăm đe gió và truyền cho biển: "Im đi, câm đi." Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?" Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Chẳng hiểu tại sao lúc chiều xuống, Đức Giêsu lại bảo các môn đệ đưa mình qua bờ phía đông của biển hồ, trên con thuyền mà Ngài ngồi giảng các dụ ngôn. Do địa thế đặc biệt, hồ Galilê hay có những trận cuồng phong ập đến bất chợt, tạo ra những cơn bão lớn trên sóng nước. Tối hôm ấy, thầy trò đã gặp một cơn bão như vậy. Thầy Giêsu phó thác mọi sự cho các môn đệ, vốn là ngư phủ lành nghề. Thầy mệt nên ngủ say dưới đuôi thuyền, ngủ trên một cái gối. Trong khi đó, các môn đệ phải vật lộn với sóng gió, nước tràn đầy thuyền. Họ có vẻ mất bình tĩnh khi thấy cơn giông bão, không đánh thức thầy được. Chính họ đánh thức thầy bằng một lời trách móc.
Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi mà Thầy chẳng lo gì sao? Thầy Giê-xu đã thức dậy và đã làm cho biển lặng gió yên. Đời con người, ai tránh được sóng gió bất chợt? Nếu biết trước sẽ gặp sóng gió, ai dám vượt biển ban đêm? Sóng gió xảy ra trong đời riêng của mỗi người, trong gia đình, trong đất nước, trong giáo hội, trên thế giới. Sóng gió làm ta thấy con thuyền đời mình chồng chành, mong manh và khiến ta sợ hãi, hoảng loạn. Giữa cơn sóng gió, có khi người tín hữu lại thấy Chúa lạnh lùng, vô cảm. Như các môn đệ, chúng ta không hiểu tại sao Chúa có thể ngủ được khi đời ta bị đe dọa bởi cuồng phong. Tại sao Chúa vắng mặt, thinh lặng và khoanh tay vào lúc chúng ta cần đến Ngài hơn cả? Tại sao anh em sợ? Anh em không có lòng tin sao? Anh em không tin là Thầy đang ở trong cùng một con thuyền với anh em sao? Lẽ ra chúng ta phải cảm thấy yên tâm khi nhìn Chúa ngủ giấc ngủ tín thác của trẻ thơ ngay giữa cơn giông bão. Nhìn Chúa ngủ bình an, chúng ta hiểu rằng chẳng có gì đáng sợ. Vâng lời Chúa để qua bờ bên kia, và có Chúa trong con thuyền đời mình. Điều đó không làm chúng ta tránh được giông bão, có khi lại gặp bão tố nhiều hơn. Nhưng điều chắc chắn là chúng ta sẽ qua được bờ bên kia với lòng tin được tôi luyện của người tín hữu dày dạn. Chúng ta dám tin Chúa có quyền trên sóng gió của đời ta không? Lạy Cha từ ái, đây là niềm tin của con. Con tin Cha là tình yêu, và mọi sự Cha làm đều vì yêu chúng con. Cả những khi Cha mạnh dạn cắt tỉa, cả những khi Cha thinh lặng hay vắng mặt, cả những khi Cha như chịu thua sức mạnh của ác nhân, con vẫn tin Cha là Cha toàn năng nhân ái.
còn tiền cha không chịu thua con về lòng quảng đại, chẳng để con thiệt thòi khi dám sống cho cha. Con tin rằng nơi lòng những người cứng cỏi nhất cũng có một đốm lửa của sự thiện được vùi sâu dưới những lớp tro. Chỉ một ngọn gió của tình yêu chân thành cũng đủ làm đốm lửa ấy bừng lên rạng rỡ. Con tin rằng chẳng có giọt nước mắt nào vô ích. Thế giới vẫn tồn tại nhờ hy sinh thầm lặng của bao người. Con tin rằng chiến thắng cuối cùng thuộc về ánh sáng. Sự sống và tình yêu sẽ chiếm ngự địa cầu. Con tin rằng dòng lịch sử của loài người và vũ trụ đang chuyển mình tiến về với Cha qua trung gian tuyệt vời của Chúa Giêsu và sức tác động mãnh liệt của Thánh Thần. Con tin rằng dần dần mỗi người sẽ gặp nhau, vượt qua mọi tranh chấp, bất đồng, mọi dị biệt, thành kiến, để cùng nắm tay nhau đi qua sa mạc cuộc đời mà về nhà Cha là nơi hạnh phúc viên mãn. Lạy Cha, đó là niềm tin của con. Xin Cha cho con dám sống niềm tin ấy. Amen. Ngày 28 tháng 1, Thánh Thomas Aquina, tiến sĩ hội thánh, năm 1225 đến năm 1274. Mọi người đều đồng ý rằng Thánh Thomas Aquina là tiếng nói trội vượt của truyền thống Công giáo về lý lẽ và về sự mặc khải của Thiên Chúa. Ngài là một bậc thầy vĩ đại của giáo hội Công giáo thời Trung Cổ và được vinh danh với tước vị tiến sĩ hội thánh và tiến sĩ thiên thần. Sinh hạ năm 1225 trong một gia đình quý phái ở Rocca Secca gần Aquina trong vương quốc Naples. Lúc 5 tuổi, ngài được cha mẹ cho vào tu viện miền Đức ở Monte Cassino với hy vọng ngài sẽ thích lối sống ấy và trở nên một tu viện trưởng. Trong tu viện, các thầy giáo đều ngạc nhiên về sự tiến bộ của ngài và mọi bạn cùng lớp đều thua kém ngài về việc học cũng như việc trau dồi nhân đức. Khi đến tuổi khôn được lựa chọn con đường cho chính mình, Thánh Thomas đã khước từ mọi sự của thế gian
và quyết tâm chọn dòng Đa Minh, trái với ý định của cha mẹ. Năm 1239, lúc 17 tuổi, Ngài gia nhập dòng Đa Minh ở Naples. Theo lệnh của ba mẹ, Ngài bị các anh em bắt cóc và giam ở nhà trên một năm trời. Gia đình còn đi xa hơn nữa bằng cách dùng một cô gái điếm để dụ dỗ Ngài. Nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô hiệu. Thánh Thomas vẫn kiên trì với ơn gọi. Như một phần thưởng cho sự trung tín này, Thiên Chúa đã ban cho Ngài ơn sạch tuyệt đối, và nhờ đó Ngài xứng đáng được tước vị là tiến sĩ thiên thần. Sau khi tuyên khấn ở Naples, Ngài theo học ở Cologne với vị thầy nổi tiếng là Thánh Abbot Cả. Ở đây Ngài có biệt danh là Bỏ Câm, vì Ngài to con và thường im lặng. Nhưng sự thực, Ngài là một người rất giỏi. Vào năm 22 tuổi, Ngài được bổ nhiệm để dạy học tại hai thành phố. Đồng thời, Ngài cũng bắt đầu công bố các sáng tác của Ngài. 4 năm sau, Ngài được gửi đến Ba Lê. Vào năm 31 tuổi, Ngài đậu bằng tiến sĩ. Ở Ba Lê, Ngài được vinh dự làm bạn với vua Louis, sau này được phong thánh. Năm 1261, Đức Urbano thứ tư gọi Ngài về Roma để dạy học, và Ngài nhất quyết từ chối mọi vinh dự của một chức sắc trong giáo hội. Không những Thánh Thomas có tài viết, mà Ngài còn có tài giảng thuyết với nhiều kết quả tốt đẹp. Sự đóng góp lớn lao của Ngài cho giáo hội Công giáo là các chức tắc, sự đồng nhất, sự hài hòa và sự liên tục của đức tin và lý lẽ, của mặc khải và kiến thức loài người, được thấy đầy dẫy trong các văn bản của Ngài. Theo Summa Theologica là công trình sau cùng của Ngài, nhưng không may chưa được hoàn tất, đề cập đến toàn thể thần học Công giáo. Ngài ngưng sáng tác sau khi cử hành thánh lễ vào ngày 6 tháng 12 năm 1273. Được hỏi lý do, Ngài trả lời: "Tôi không thể tiếp tục. Tất cả những gì tôi viết, đối với tôi, dường như chỉ là cọng rơm so với những gì tôi được thấy và những gì tôi được mặc khải." Ngài từ trần ngày 7 tháng 3 năm 1274 tại Fossa Nova gần Terrascica và được chôn cất tại nhà thờ San Savin, Toulouse, nước Pháp. Thánh tích được chuyển về nhà thờ Thánh Jacobins, Toulouse ngày 22 tháng 10 năm 1974. Thánh Thomas Aquina là một trong những thần học gia vĩ đại và ảnh hưởng đến mọi thời đại. Ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 22 phong thánh ngày 18 tháng 7 năm 1323 tại Avignon, nước Pháp, và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 tuyên xưng là tiến sĩ hội thánh ngày 11 tháng 4 năm 1567. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đặt Ngài làm quan thầy các trường và các đại học Công giáo ngày 4 tháng 8 năm 1880. Lễ kính thánh nhân được cử hành vào ngày 28 tháng 1 hàng năm, là ngày kỷ niệm cải táng, thay vì ngày 7 tháng 3 là ngày kỷ niệm qua đời. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.